Tử vi tuổi Canh Thân 1980 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, chương trình luận giải tử vi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 12 âm lịch. Vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Canh Thân sẽ ra sao? Tuổi này sẽ có con đường thần tài, mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp thì con giáp này cũng có những khó khăn và trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên sẽ xảy đến những chuyện nào trong tháng này? Và để nắm rõ được vận trình của tuổi Canh Thân ra sao, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm được chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Trước khi đi vào nội dung chính, quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Quan tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, từ ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12, từ ngày 30 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12, từ ngày 11 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 12, từ ngày 21 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, từ ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 12 âm lịch. Với tuổi Canh Thân, tháng 12 âm lịch là thời điểm mà công việc của bạn gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực. Bản mệnh đang có phần lơ là với việc cần làm, chính vì lẽ đó nên sẽ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bạn phải trả giá khá đắt. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Kỷ âm thổ gặp thân dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Canh Thân, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Nhưng đây lại là một tháng tốt để tuổi Canh Thân phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư. Trong tháng bản mệnh cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh của mình, cẩn trọng không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có
ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ canh thân sẽ cần chú ý các ngày âm lịch mùng 6 tháng 12 tới ngày 18 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi canh thân. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, đồng thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ canh thân nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, của tuổi canh thân không có nhiều khởi sắc trong tháng 12 âm lịch. Bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình và sẽ để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Hơn nữa bản mệnh lại hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Chính vì thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định cho lắm. Nhưng những người tuổi canh thân cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí đi lùi. Đồng thời, bản mệnh chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, tuổi canh thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như phong thủy, tử vi, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi canh thân. Theo tử vi, tài lộc của tuổi canh thân năm 2020, tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động trong tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha sẽ khiến bạn để lỡ một tháng tiếc, sẽ khiến bạn để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bên cạnh đó, bản mệnh thường tiêu tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi canh thân trong tháng 12 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Cho nên bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Bản mệnh cũng cần phải nhìn xa, trầm rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân, mình về sau lại phải hối hận. Để may mắn thành công, tuổi canh thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2020, phương diện tình cảm trong tháng 12 âm lịch của tuổi canh thân sẽ có nhiều biến động. Bạn cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi canh thân đã kết hôn sẽ có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít khi chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, xì mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bên cạnh đó, bản mệnh còn đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn còn muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi canh thân sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Chính vì vậy, để kích hoạt đào hoa, người tuổi canh thân hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Về sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng tháng 12 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra
nếu người tuổi Canh Thân không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc nếu làm quá sức sẽ khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị hãy vận dụng vào cuộc sống của mình để có những kết quả thật tốt đẹp. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!